tiếp đến nữa kính thưa quý khán giả, bản tin liên quan đến Thượng viện đã gửi dự luật tội ác căm thù liên bang đến với Tổng thống Biden đặt ở trên bàn của ông. Và Tổng thống nói rằng là ông sẽ ký nó trở thành luật. Thượng viện vào tối ngày hôm thứ ngày hôm nay, và tại vì bây giờ miền Nam California của chúng ta là 7-8 giờ tối rồi, thì ở tại bây giờ miền Đông thì bây giờ đã đã rất là tối và ngày hôm nay thì Thượng viện đã thông qua được luật gọi là tội ác căm thù liên bang. Tức là cái luật này đó là cấm tất cả không có được gọi là ly khai khỏi chính phủ liên bang và nếu như mà ly khai một cái nhóm gọi là dân quân nào đó có vũ khí ly khai tách ra khỏi liên bang Hoa Kỳ có nghĩa là họ đã phạm cái luật này và gọi là luật căm thù liên bang. Tiếng Mỹ nó gọi là Lynch và yeah, L-Y-N-C-H thì không có được làm điều này. Và nếu như mà phạm luật đó, thì đã sẽ phải là một trọng tội có thể chịu mức án lên đến 30 năm tù. Và điều này thật ra là trước đây đã có nhờ các vị dân biểu đã muốn đưa cái luật này để mà gọi là cấm những cái tội ác gọi là căm thù liên bang như thế này nhưng mà nó đã suốt 200 lần liên tiếp gọi là thất bại vì uh, gọi là nước mỹ là nước tự do không thể nào cấm tự do hội họp uh, rồi cấm tự tự do biểu tình hay là tự do được quyền lên tiếng nói chính vì cái gọi là tự do đó thì nó làm ảnh hưởng và suốt 200 lần nỗ lực thất bại trong việc ngăn chặn cái việc là cấm người ta không mới được ly khai khỏi liên bang thì bây giờ đây luật lại thành công mà nhất là một người rất là phản đối đó chính là ông Rand thì bây giờ ông Rand cũng đã đồng ý và tất cả 100% các thượng nghị sĩ tại thượng viện đều đồng ý để cho nó trở thành luật và đặt lên bàn của Tổng thống và còn Hạ viện thì thông qua với lại số phiếu là 422 trên 3 có nghĩa là chỉ có 3 người phản đối đó là người đại diện của đảng Cộng Hòa là ông dân biểu Andrew Clady thuộc đảng Georgia Thomas Messi rồi cũng như Chip Roy đã chống lại mà thôi còn tất cả đồng ý hết thì sau đó lên tới thượng viện, thượng viện cũng đồng ý hết và cho rằng bây giờ bất kỳ một người nào sẵn sàng lập một nhóm để ly khai khỏi chính phủ liên bang thì đều là uh, mang tội ác hận thù liên bang và bị phạt tới 30 năm tù. Và uh, đến nay thì ông uh, thượng nghị sĩ Cory uh, Broker người đã gọi là bắt đầu cho cái uh, gọi là cái sự ủng hộ cho dự luật này nói rằng là nó nhấn mạnh tầm quan trọng của việc là cả thượng viện và hạ viện đều đã gặp gỡ ở trong một cái thời điểm tại một điểm chung và rằng chúng tôi đã làm một điều rất đúng và ông rất vui đặc biệt là ông Rand Paul cũng nói ông rất là vui khi thượng nghị sĩ Cory Booker cùng với Tim Scott đã cùng ông đồng ý sau khi cái điều luật này đã được thay đổi những cái ngôn ngữ để mà gọi là xác định cái luật sử dụng cái ngôn ngữ cho đúng để mà định nghĩa cái cái luật này nó như thế nào và một người như thế nào gọi là phạm tội liên quan đến tội ác cầm thù liên bang đó thì bây giờ đã định nghĩa xong và cảm thấy rất hài lòng cuối cùng thì tất cả các thượng nghị sĩ đều ủng hộ và sẽ được đặt lên bàn của tổng thống và tổng thống dự định sẽ ký thành luật kính thưa quý vị.